Xin chào quý vị và các bạn. Ngay lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại phòng điều khiển máy tán sỏi ngoài cơ thể ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Huyên, Phó Giám đốc trưởng khoa ngoại của bệnh viện thì đang thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể cho một khách hàng đến từ Bắc Ninh. Và mời các bạn cùng theo dõi để tìm hiểu xem là một ca tán sỏi ngoài cơ thể thì sẽ được thực hiện như thế nào nhé. Đây, tán từ đầu rồi xuống đây. Đó, tán dần này, bắt đầu này, đến giữa này, đến đuôi này. Hiểu không? Mình phân ra. Xin giới thiệu với các bạn một chút về bệnh nhân tán sỏi của chúng ta ngày hôm nay. Đó là chú Nguyễn Văn Tài, 53 tuổi, hiện thì đang sống ở Bắc Ninh. Và biết đến thông tin về đột phá công nghệ trị sỏi tiết niệu không cần mổ tại bệnh viện Thu Cúc thì chú Tài đã thu xếp công việc không quản ngại đường xa lên Hà Nội để điều trị sỏi thận các bạn ạ. Và lúc này thì chú Tài đang nằm ngay ngắn trên bàn tán sỏi để bước vào ca tán sỏi ngoài cơ thể rồi. Trước đó ít phút thì chú đã được điều dưỡng hướng dẫn cách nằm đúng vị trí, thở đều đúng cách. Và điều dưỡng thì cũng cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng cho bệnh nhân trước khi tán sỏi. Bên phòng điều khiển bác sĩ Huyên thì lúc này đang điều khiển máy X-quang để định vị vị trí viên sỏi nhằm tập trung sóng xung kích. Những tiếng động mà các bạn đang nghe thấy thì chính là âm thanh đặc trưng của máy tán sỏi ngoài cơ thể đang hoạt động. Và với phương pháp này thì người bệnh sẽ được tán sỏi gián tiếp, không cần phải tạo ra bất cứ tác động xâm lấn nào cả. Và sóng xung kích thì sẽ xuyên qua bề mặt cơ thể, truyền trong môi trường nước, hội tụ tại viên sỏi và sỏi thì sẽ bị vỡ nhỏ. Và những mảnh vụn sỏi này thì sẽ theo đường nước tiểu đi ra bên ngoài mà không cần phải mổ. Người bệnh không cần phải gây mê, sau khi tán sỏi xong thì có thể về nhà ngay được. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại tiết niệu thì bác sĩ Huyên luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp điều trị hiện đại để giúp cho bệnh nhân có thể thoát sỏi nhanh, không đau đớn mà lại tiết kiệm được tiền bạc của mình. Và với tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện Thu Cúc thì là một trong những phương pháp bác sĩ tâm đắc nhất. Dưới sự hỗ trợ của bác sĩ thì có hàng ngàn bệnh nhân đã hết sỏi tiết niệu mà không phải chịu đau đớn mổ xẻ gì cả các bạn ạ. Và nhiều ca sỏi thận rắn tưởng chừng như phải mổ nhưng sau khi thăm khám và thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể với bác sĩ Huyên thì đã được làm sạch rất là nhanh chóng nữa. Và trong khi máy X-quang thì vẫn đang nhịp nhàng chuyển động để định vị viên sỏi thì chú Tài của chúng ta cũng vẫn đang rất là thoải mái nằm trên bàn tán sỏi như trong lúc nghỉ ngơi. Vậy là tán sỏi ngoài cơ thể thì không những không đậm chạm dao kéo lên người bệnh nhân mà còn mang lại một khoảng thời gian nằm thư giãn đúng không ạ? Và thậm chí là có nhiều bệnh nhân đã ngủ được một giấc rất là ngon lành nữa. Các bạn có thể nhìn thấy chấm đen xuất hiện trên màn hình ở máy điều khiển không ạ? Đó là chấm đen định vị vị trí viên sỏi trong thận của bệnh nhân. Và bác sĩ Huyên thì vẫn đang điều khiển máy X-quang và tập trung sóng xung nhắm vào viên sỏi để tán vỡ nó thành những mảnh nhỏ. Còn ở phòng ngoài thì chú Tài vẫn đang nằm thở đều, không có bất cứ biểu hiện khó chịu nào cả. Nằm đúng tư thế thở đều như thế này thì sẽ giúp cho viên sỏi sẽ ít bị xê dịch và đẩy nhanh được tốc độ tán sỏi hơn. Qua cửa kính kết nối giữa hai phòng thì dù bệnh nhân nằm ở một mình tại phòng bên cạnh nhưng vẫn được bác sĩ theo dõi sát sao suốt cả quá trình điều trị nhé các bạn. Bác sĩ Huyên thì vẫn đang rất là tập trung để điều chỉnh máy tán sỏi. Trước đó thì bác sĩ đã tính toán lượng sóng cần thiết phù hợp với độ rắn của viên sỏi và tập trung vào để phá vỡ nó. Vì thế nên là tán sỏi ngoài cơ thể rất an toàn, sóng chỉ tác động tới sỏi và không ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận và hỗ trợ rất là hiệu quả cho bác sĩ điều trị. Đó là hệ thống máy tán sỏi thế hệ mới được nhập khẩu từ quốc gia hàng đầu với công nghệ máy móc y tế. Và máy tán sỏi thì có công suất cao, có khả năng tán vỡ thành công cả những viên sỏi rắn, điều mà rất khó khả thi với các máy thế hệ cũ các bạn nhé. Và hàng ngày thì tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì vẫn liên tục thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể cho các khách hàng không chỉ ở Hà Nội mà còn từ Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định cho đến Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai hay là Thanh Hóa. Việc đi lại hiện tại thì đã thuận tiện hơn rất là nhiều và Thu Cúc thì cũng tạo mọi điều kiện để có thể hỗ trợ cho người bệnh ở tỉnh xa được thăm khám nhanh chóng và linh hoạt nhất có thể. Và nếu mà bạn có nhu cầu khám cũng như là tán sỏi thì chỉ cần liên hệ đến tổng đài 1900 558896 hoặc là gửi tin nhắn cho fanpage của bệnh viện hay là của bác sĩ Huyên nhé. Khi phát hiện có sỏi thận thì hãy chủ động xử lý sớm các bạn nhé. Và chúng ta đừng giữ sỏi vì sợ đau, sợ phải mổ. Vì sỏi thận là nhỏ hơn 2cm thì có thể tán sỏi ngoài cơ thể mà không cần mổ. Và nếu sỏi mềm thì chỉ cần tán một lần là xong. Và sỏi thận để lâu thì có thể gây tắc nghẽn đường niệu, đe dọa gây suy thận, mất chức năng thận và phải cắt bỏ đấy các bạn ạ. Xong rồi đấy. Và lúc này thì theo thông báo từ bác sĩ thì ca tán sỏi đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Sau khi tán xong thì chú Tài sẽ được về nhà luôn. Và đây thực sự là một ưu điểm đặc biệt của tán sỏi ngoài cơ thể các bạn ạ. Điều dưỡng bước vào phòng để hỗ trợ chú Tài thực hiện nốt các việc còn lại sau khi tán sỏi xong. Và bệnh nhân thì đang ngồi dậy với vẻ mặt rất là tê tỉnh, vui vẻ và không có vẻ gì là đau đớn cả đúng không các bạn? Về nhà nhé, uống nhiều nước nhé. Uống nhiều nước.
Sau đây thì chú tài của chúng ta sẽ sang phòng khám để nghe bác sĩ thông báo kết quả của ca tán sỏi ngày hôm nay cũng như là dặn dò các việc cần làm sau khi về nhà. Đây bác uống nhiều nước rồi nhá. Bên phải. Một viên. Bên tổ nhân bên phải. Bác nhá. Thế về tình hình này bác uống thuốc theo đơn này. Và bác uống nhiều nước hàng ngày mà. Ông mua rồi ngồi vấn đề kiểm tra. Bác xác định bác uống thêm nước hàng ngày. Thứ hai là thường nhỉ? Em uống kèm cái thuốc nam không? Không không. Không có thuốc gì cả. Chỉ có thông bác chỉ uống thuốc như này mới là rung vào vấn đề nghiêm. Cái này mà cái gì là lợi tiểu? Vâng. Là cao hốc. Đấy được. Hay là bác không đau thì bác vận động nhiều đi. Nhưng em sợ cái xong những cái ảnh. Thì đấy, nếu mà vận động mà nó không đau thì bác cứ vận động lên để nó đào thải ra nhanh. À. Vâng, một tuần sau bác lại đến đây. Cái ngày này cần vâng, vâng. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một vài thông tin từ bác sĩ Huyên các bạn nhé. Thưa bác sĩ, kết quả sau khi tán sỏi của bệnh nhân như thế nào ạ? Kết quả bác hôm nay là cái sỏi của bác cái tán tốt, vỡ tốt, mà bác cái nằm là rất tốt, thở rất đều. Đấy, bác phải nằm bác thở đều như thế thì là nó chính xác hơn. Vâng, em phải để không đấy, có cơ. Đúng là cái thở mình cái dao động nó nhẹ thôi. Còn bây giờ thì sẽ là những chia sẻ của chú Tài về ca tán sỏi vừa rồi. Thưa chú, trong quá trình tán sỏi ngày hôm nay thì chú có cảm thấy khó chịu gì không ạ? Không, nó chỉ là gọi là hơi tê tê, nó không có một cái sự là quá mà là mình là trong cái phạm vi là mình chịu được mà cũng không có cái gì, nó chỉ là hơi tê tê một tí. Vậy chú biết đến dịch vụ tán sỏi ngoài cơ thể của bệnh viện Thu Cúc qua đâu ạ? Chú biết từ các cháu nó giới thiệu. Cháu giới thiệu là sang bên này thì là có những cái máy tán sỏi rất tốt. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nhé. Cảm ơn. Các bạn thân mến, vậy là những lời giới thiệu của người nhà chú Tài đã được khẳng định khi sỏi thận của chú được tán vỡ rất là tốt. Nhờ hệ thống máy tán sỏi ngoài cơ thể thế hệ mới nhất cùng với tài năng kinh nghiệm của bác sĩ Phạm Huy Huyên, sự chu đáo của các điều dưỡng và chất lượng dịch vụ tại Thu Cúc, sau đây thì chú Tài sẽ được ra về ngay và một tuần sau thì sẽ quay lại để kiểm tra. Và để đặt lịch thăm khám và tán sỏi với bác sĩ Huyên tại bệnh viện Thu Cúc thì các bạn vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 558896. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.